Xin chào các bạn, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam rất là cuồng nhiệt. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2021 là một ngày rất đặc biệt đối với mình. Ngày ra mắt fanpage Bình Luận Viên tại Biên Cương. Có lẽ là với rất nhiều người thì việc có Facebook hay fanpage là một chuyện rất là bình thường. Nhưng đối với mình thì nó hơi khác thường. Cho nên đến lúc này thì rất là nhiều lần mình ngẫm lại, mình thấy là nhiều người, bạn bè mình đều nói là ông đúng là người âm lịch khi mà bây giờ còn không dùng Facebook. Điều đó cũng đôi lúc khiến cho mình suy nghĩ. Nhưng mà điều khiến cho mình suy nghĩ nhiều hơn xảy ra hồi tháng 7 vừa rồi, khi mà trong một buổi sinh hoạt của tổ dân phố thì có một bác đến mang cho mình một trái táo. Và nói rằng hôm vừa rồi cháu đưa ra quan điểm rất là hay, rất là cần những người dũng cảm như cháu. Mình cầm trái táo mà thực sự cũng không hiểu là bác đang nói đến điều gì. Sau đấy tìm hiểu thì mới biết là hóa ra trên Facebook có một anh chàng nào đó tên là Tạ Biên Cương đưa ra quan điểm về một vấn đề rất là quan tâm, rất là được chú ý ở thời điểm đó. Hóa ra là trên nền tảng mạng xã hội, cả trên YouTube nữa, có rất nhiều những anh chàng Tạ Biên Cương, Tạ Biên Giới, Tạ Biên Thùy, Tạ Biên Lai nhàn nhạt. Mới đây khi mà mình quyết định thoát ra khỏi cái hình ảnh của một người âm lịch thì mình cũng đã quyết định gia nhập vào cộng đồng Zalo. Cũng rất là buồn cười. Sáng nhập thì tối bị khóa. Sáng hôm sau mới gọi điện hỏi tổng đài chăm sóc khách hàng thì họ nói rằng Zalo của anh bị khóa vì anh giả mạo người nổi tiếng. Giả mạo ai? Anh giả mạo Biên Cương. Thôi chết, anh là Biên Cương đây. Sau đấy phải làm một số thủ tục để lấy lại cái tài khoản của mình. Những điều đó khiến cho mình bắt đầu có suy nghĩ là nếu mình mà không tham gia vào cộng đồng mạng xã hội thì và mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì rồi sẽ đến lúc mà giả thành thật mà thật lại thành giả. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì fanpage Bình Luận Viên tại Biên Cương chính thức ra mắt các bạn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và rất là mong đây sẽ là nơi mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau những câu chuyện bất tận để thể hiện cái tình yêu mãnh liệt của mình với bóng đá. Rất là mong các bạn sẽ ủng hộ, sẽ yêu thương, sẽ follow, sẽ like, sẽ lan tỏa cái trang fanpage này vì một tình yêu bóng đá không biên giới với Biên Cương.